Con xin chào cô chú. Và mấy hôm nay thì do bên con ra chợ hoa nên con ít có xuống vườn, và ngày hôm nay thì nó nở đây cách đây 2-3 tuần rồi. Và do hôm bữa con xịt thuốc nấm chút quá cho chú nên hoa này nó bị sắp tàn này. Chiếu mình vô về mình làm giống ha. Và đây là dendro chớp chuồng của chú, chớp luôn cả lưỡi nha cô chú. Một cái dòng dendro chớp chuồng, cây là cực kỳ đẹp luôn. Và giá tiền của giò chớp chuồng này bên hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 2.200.000 nha cô chú. Dendro chớp chuồng, một cái dòng dendro cực kỳ đẹp luôn á. Cô chú nhìn cái hoa này, hoa rất là đẹp ha cô chú. Dendro chớp chuồng và giá tiền của nó là 2.200.000. Chớp cực kỳ rõ ha. Và cái hoa này nó vẫn còn trên cây luôn, trên chậu luôn nha cô chú. Mà có thể mình về mình xem một hoa mẫu luôn. Và cái kích thước cây thì cái chậu này đang có là một thân lớn đang hoa và đang có một mầm. Đây nè, đã xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Hàng này là hàng trồng thuần, đã xuống rễ rất là tốt. Bây giờ mình về, có thể là mình sẽ bỏ chậu ra cũng được, hoặc là con để nguyên và con gửi luôn. Tại vì cái này con mới vừa trồng lại, đã xuống rễ nha cô chú, còn con mới vừa trồng lại. Và giá tiền của chậu chớp chuồng này là 2.200.000 ha. Nó đang có bông sẵn trên thân luôn cô chú. Và kích thước của nó thì thân ngắn nhất á, là đang dài tầm khoảng cỡ gần 20, và cộng dài nhất là tầm khoảng 30 cm. Đây là dendro chớp chuồng nha cô chú, chuồng thuận á. Và giá tiền của nó là 2.200.000. Cây đang lên cực kỳ khỏe luôn, và nó đang xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Nó cô chú thấy mấy cái rễ non có ra không? Đó. Cây là cực kỳ khỏe, cực kỳ đẹp luôn cô chú. Đó, mắt ngủ rất là sáng. Giá tiền của cái giò này bên cái hàng bên con đang bán là 2.200.000. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là dendro chớp chuồng nha cô chú.